bây giờ là khách đang ghé mua rất là đông. Mấy chị thấy không? Khách đang ghé mua. Cảm ơn mấy chị nhiều, cảm ơn cả nhà nha. Mấy chị mua mấy chị bấm ở trong giỏ hàng ủng hộ em nha. Đó. Mấy chị ơi, follow cái nick quán chị là 5 giờ mở cửa. Cảm ơn mấy chị, trời ơi 7.000 mấy người đang coi. Mấy chị qua mấy chị follow em được đúng không? Follow giùm em chưa? Không có giỏ hàng ở bên cái nick Quỳnh Quỳnh 4 số 8 rồi mấy chị. Quỳnh Quỳnh 4 số 8 là có giỏ hàng nha mọi người ơi. Còn cái màu của anh Lâm là không có giỏ hàng. Cho nên mấy chị nào mua mấy chị bấm vào trong giỏ hàng bên đây giùm em nha. Cái giỏ hàng hồi chưa bị mất rồi. Giỏ hàng bên cái nick là Quỳnh Quỳnh 4 số 8. Em đang like luôn. Cái nick mới của em cho nên mấy chị qua đó mấy chị bấm vô follow giùm em nha. Đang vắng khách quá cho nên là em sẽ like đây. Cái này là khẩu trang của em bé, một thùng 25.000 thôi mà nó tới 100 cái lận. Em cảm ơn mấy chị nhiều, cảm ơn mấy chị. Đang chuẩn bị ra hả? Ai vậy? Ai mà đang chuẩn bị ra? À vậy hả? Dạ, cảm ơn mấy chị, cảm ơn cả nhà. Mọi người đi chơi em đi quán hả? Ủa xong hết giỏ hàng. Cảm ơn anh Trường, cảm ơn mấy chị đã tặng quà cho em. Có mà. Giỏ hàng em đang mới gì đó, em mới ghim lên cho mấy chị coi cái giỏ hàng. Mọi người ơi, mọi người qua bên cái nick Quỳnh Quỳnh 4 số 8 follow giùm em nha mấy chị ơi. Ủa sao mất giỏ hàng? Ủa, bên đây đúng rồi, bên đây mới có giỏ hàng, chị like 2 nick lượng. Tại vì cái nick mới là Quỳnh Quỳnh 4 số 8 là em mới lập. Cho nên là bây giờ là mọi người yêu thương, mọi người follow lại giùm em nha. Khẩu trang mấy chị qua bên Quỳnh Quỳnh 4 số 8 giùm em đi. 25.000 thùng thôi à, đây. Trời ơi, sao vi phạm nói vậy trời, đừng mà. Ủa, tôi có làm gì đâu vi phạm vậy trời. À là phải chắc hàng lên phải không, chắc hàng lên. Vậy bây giờ đi qua bên đây. Sao mệt vậy? Vậy á. Đúng rồi, Quỳnh Quỳnh 4 số 8 phải chắc hàng lên phía sau vậy á. Có khó vậy? Ờ. Vậy là bây giờ khó vậy? Quỳnh Quỳnh 4 số 8 nha mọi người nha. Đây, quán của em đây. Quán hiện tại bây giờ đang rất là ế. Cho chị hết chế em chị cái này. Tại bây giờ là phải chắc đồ ra chứ để vi phạm nó bị mất giỏ hàng. Đó. Nè, cho cái ghế hay cái gì đi ra đi. Quán em là ở số 195 Lê Dũng, Long Thành, Đồng Nai. Mọi người ơi, mấy chị follow lại giùm em với. Nè nè nè, hàng hóa nè, đó. Trời ơi, em đang bán ở Bưu Điện, Long Thành, Đồng Nai. Thì để em sẽ lấy cái, em sẽ lấy cái bàn để em để lên. Khẩu trang 5D là 3 lớp. Còn khẩu trang KF94 là khẩu trang ra dẻ mấy chị là nó tới 4 lớp lận. Cảm ơn mấy chị nhiều, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Hay quá. Bãi đỉnh. Quay rồi, từ từ đi. Không lấy cái nữa cho chắc thú. Ai giờ cảm ơn Phi Long nha, nó tặng quà cho em nha. Mọi người ơi, mọi người follow lại nick mới giùm em với. Đây hàng phía sau nè, ông TikTok ơi, ông đừng có nói tôi là không có đưa hàng hóa lên nữa nha. Chạy qua kia lấy giùm con khẩu trang, khẩu trang của đỡ chỉnh. Không được rồi. Đây là chị nó chụp xịt nó rớt thì bẫy họ dở lên em nghe. Chú Lâm chứ chú Long vậy? Có khá nhiên chiên có nha. Anh Lâm đi làm rồi. Sao bị tụt phiêu dữ vậy? Từ thành phố xuống Thành phố Hồ Chí Minh hả? À từ thành phố xuống đây chỉ có nửa tiếng thôi. Nếu mà ở quận 2, tại mình đi hết cao tốc mình sẽ tới rồi. Hiện tại bây giờ đang không khí ở đây rất là náo nhiệt và rất là vui vẻ. Nhưng mà hiện tại bây giờ khách của em rất là ế ẩm. Quán nước hiện tại bây giờ là chỉ like thôi. Cho nên là em quyết định hôm nay là mình sẽ sale. Ở lộn thôi, mình sẽ like bán hàng trên TikTok. Kèm theo là mọi người yêu thương em, mọi người nhớ follow nick của em với. Mọi người ơi, mọi người follow nick mới của em giùm em với nha. Có điện thoại con đó không? Mở vô TikTok của tôi cho mọi người coi cái nick. Đừng nói mày chịu follow tao nha. Thiệt luôn hả? Ngày mai nghỉ làm đi. Em mà có bớt cái app đó, là phải cái app là bật lên xài vậy thôi chứ đâu có xài app đâu mấy chị. Chính rồi mấy chị ơi, đây Quỳnh Quỳnh 4 số 8 mấy chị follow lại giùm em nha.
người follow lại giùm em với. Qua đời nè hả, có không mấy chị nhiều đây, cái nick này mới của em nè. Quỳnh Quỳnh 4 số 8 12 7 9 được follow à. Mọi người ơi, mọi người follow lại giùm em với nha, mấy chị nha, nick mới của em á. Đây, mọi người follow lại giùm em với. Dạ, muốn khẩu trang hả chị? Dạ, đây, 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 đây. Nói đi. Đây em nha. Đây, hàng phía sau. Chắc em siêu được em xa luôn nha. Rồi, khẩu trang nha mấy chị. 80.000 là em cài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.